sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào các bạn học sinh, con rất vui được đồng hành cùng các em trong các video hướng dẫn giải sách giáo khoa địa lý lớp 12 bộ sách Cánh Diều. Và trong video bài giảng ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em đi trả lời các câu hỏi nằm trong phần mở đầu của bài học, các câu hỏi nằm trong các nội dung của bài học và các câu hỏi nằm trong phần luyện tập và vận dụng. Ngay sau đây, cô trò chúng ta cùng bước vào bài học đầu tiên, bài 1, vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi đầu tiên, câu hỏi mở đầu trang số 4, sách giáo khoa địa lý lớp 12 Cánh Diều. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ không chỉ góp phần hình thành các đặc điểm tự nhiên mà còn có ảnh hưởng tới kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Vậy, vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ của nước ta có những đặc điểm gì nổi bật và có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng? Như vậy, đối với câu hỏi mở đầu này, cô trò chúng ta sẽ đi trả lời đó là những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ nước ta và những ảnh hưởng của đặc điểm vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ tới tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi trả lời khái quát về đặc điểm vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của nước ta. Nhìn vào bản đồ hành chính Việt Nam năm 2021, chúng ta sẽ xác định được một số những đặc điểm của vị trí địa lý. Thứ nhất, đó là vị trí địa lý nước ta nằm ở phía đông nam của châu Á, nằm trên bán đảo Đông Dương, tiếp giáp với ba nước và có chung biển Đông với nhiều quốc gia trong khu vực. Và Việt Nam của chúng ta thì nằm trong múi giờ số 7. Còn về đặc điểm phạm vi lãnh thổ thì lãnh thổ nước ta bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển. Chuyển sang ý thứ hai là những ảnh hưởng của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của nước ta. Đầu tiên là những ảnh hưởng đến tự nhiên. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đã quy định tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của tự nhiên Việt Nam. Bên cạnh đó thì đặc điểm vị trí cũng làm cho tự nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt, phân hóa theo chiều Bắc Nam, phân hóa theo chiều Đông Tây và phân hóa theo độ cao nữa. Và một ảnh hưởng nữa đến tự nhiên đó là làm cho tài nguyên khoáng sản cũng như tài nguyên sinh vật của nước ta rất đa dạng. Tuy nhiên thì cũng có những ảnh hưởng hạn chế, đó là khiến cho nước ta chịu nhiều thiên tai. Còn về ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Về kinh tế, với vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ thuận lợi giao lưu với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới đã giúp nước ta thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng giao thương với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Còn về văn hóa xã hội thì vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đã giúp nước ta xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển, củng cố sự giao lưu và hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Và cuối cùng là ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ luôn được đặt ra ở nước ta cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Và như vậy là cô trò chúng ta đã trả lời xong câu hỏi mở đầu. Tiếp theo, bước vào mục 1 lớn, vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Mục nhỏ, vị trí địa lý, cô trò chúng ta có câu hỏi trang số 5. Dựa vào thông tin và hình 1, hãy xác định vị trí địa lý của nước ta trên bản đồ, trình bày các đặc điểm về vị trí địa lý của nước ta. Đầu tiên, cô mời các em cùng quan sát vào hình 1 là bản đồ hành chính Việt Nam năm 2021. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi xác định vị trí địa lý của nước ta trên bản đồ. Vị trí của nước ta nằm ở phía đông nam của châu Á, trên bán đảo Đông Dương. Phần đất liền của nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào ? Đó là với ba quốc gia, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Trên biển thì Việt Nam còn có chung biển Đông với nhiều quốc gia trong khu vực, cụ thể là 8 quốc gia. Và phần đất liền của nước ta được giới hạn từ vĩ độ 8 độ 34 phút Bắc đến vĩ độ 23 độ 23 phút Bắc và từ kinh độ 102 độ 09 phút Đông
đến kinh độ 109 độ 28 phút đông. Trên biển Đông thì vùng biển của nước ta được kéo dài từ khoảng vĩ độ 6 độ 50 phút bắc và kinh độ 101 độ đông đến khoảng kinh độ 117 độ 20 phút đông. Trên lãnh thổ nước ta có kinh tuyến 105 độ đông chạy qua, nên nước ta phần lớn lãnh thổ là nằm trong múi giờ số 7. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi trình bày những đặc điểm của vị trí địa lý. Vị trí địa lý của Việt Nam có những đặc điểm nổi bật là gì ạ? Thứ nhất là vị trí nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, nơi có các tuyến đường giao thông quốc tế quan trọng, và khu vực Đông Nam Á thì cũng là nền kinh tế phát triển năng động ở trên thế giới. Đặc điểm thứ hai là lãnh thổ nước ta thì nằm hoàn toàn trong vùng nội trí tuyến của bán cầu Bắc, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á và tín phong. Đặc điểm thứ ba, đó là vị trí của nước ta thì nằm ở gần nơi giao nhau của các vành đai sinh khoáng lớn, đó chính là vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải. Vị trí của nước ta còn nằm trên đường di cư và di lưu của nhiều loài sinh vật từ các khu hệ sinh vật khác nhau. Và đặc điểm cuối cùng, đó là vị trí của nước ta thì nằm trong khu vực chịu nhiều thiên tai ở trên thế giới. Các thiên tai mà nước ta thường phải chịu đó là bão, áp thấp nhiệt đới, nắng nóng, hạn hán và còn chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang mục 2 nhỏ, phạm vi lãnh thổ. Trong mục 2 nhỏ này, cô trò chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi trang số 6. Dựa vào thông tin và hình 1, hãy xác định và trình bày đặc điểm các bộ phận của phạm vi lãnh thổ của nước ta. Như vậy, chúng ta tiếp tục quan sát vào hình 1 bản đồ hành chính Việt Nam năm 2021. Chúng ta sẽ đi trình bày đặc điểm các bộ phận của phạm vi lãnh thổ nước ta. Như trong câu hỏi mở đầu thì chúng ta đã trình bày rằng phạm vi lãnh thổ nước ta bao gồm các bộ phận đó là gì ạ? Bao gồm 3 bộ phận đúng không ạ? Đó là vùng đất, vùng biển và vùng trời. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 3 bộ phận, vùng đất, vùng biển và vùng trời. Đầu tiên là đặc điểm của phạm vi lãnh thổ của vùng đất. Vùng đất của nước ta thì bao gồm đất liền và các hải đảo, với tổng diện tích hơn 331.000 km2. Việt Nam có gần 5.000 km đường biên giới với 3 quốc gia, đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Còn đối với vùng biển của nước ta, thì vùng biển của nước ta nằm thuộc Biển Đông, bao gồm 5 bộ phận. Đó là nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Tổng diện tích vùng biển của nước ta là khoảng 1 triệu km2 với hàng nghìn đảo và quần đảo. Trong đó có 2 quần đảo lớn xa bờ, đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Và cuối cùng là đặc điểm của bộ phận vùng trời nước ta. Vùng trời là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ, bao gồm không gian trên đất liền, mở rộng đến hết ranh giới ngoài của lãnh hải và không gian trên các đảo và quần đảo. Và như vậy, đó là đặc điểm của 3 bộ phận vùng đất, vùng biển, vùng trời của nước ta. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng chuyển sang nội dung kiến thức thứ 2, 2 lớn, ảnh hưởng đến tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ chính là một trong các nhân tố quy định đặc điểm tự nhiên Việt Nam và có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Vậy thì cô trò chúng ta sẽ đi vào một nhỏ, ảnh hưởng đến tự nhiên, đi trả lời câu hỏi trang số 6. Dựa vào thông tin bài học, hãy phân tích những ảnh hưởng của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên Việt Nam. Vậy thì, vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên của nước ta? Ảnh hưởng thứ nhất, đó là vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đã quy định tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của tự nhiên Việt Nam. Cụ thể thì vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đã quy định như thế nào ạ? Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện trong tất cả các thành phần của tự nhiên Việt Nam. Và do nước ta nằm trong vùng nội trí tuyến của bán cầu Bắc, trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á nên nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn, nhiệt độ trung bình năm cao
và thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió tín phong, hay còn gọi là gió mậu dịch. Khí hậu và một số các thành phần tự nhiên khác của nước ta đều có sự phân mùa rõ rệt. Và bên cạnh đó thì với vị trí liền kề Biển Đông, vùng Biển Đông rộng lớn chính là nguồn dự trữ nhiệt ẩm, có tác dụng điều hòa khí hậu, cung cấp lượng mưa và độ ẩm lớn. Vì vậy mà cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu nước ta chính là cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm thường xanh. Ảnh hưởng thứ hai của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, đó là do lãnh thổ nước ta hẹp ngang và trải dài trên nhiều vĩ độ, lại tiếp giáp với vùng biển rộng lớn, đã làm cho tự nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt. Sự phân hóa theo chiều Bắc Nam, sự phân hóa theo chiều Đông Tây, sự phân hóa từ đồi núi đồng bằng đến ven biển và hải đảo. Ảnh hưởng thứ ba của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên nước ta, đó là do vị trí nước ta nằm gần nơi giao nhau của các vành đai sinh khoáng lớn, nằm trên đường di cư di lưu của nhiều loài sinh vật, nên tài nguyên khoáng sản cũng như là tài nguyên sinh vật của nước ta thì rất đa dạng. Tuy nhiên có một ảnh hưởng rất hạn chế đối với tự nhiên nước ta, đó là vị trí địa lý nước ta thì nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, nắng nóng và hạn hán. Và đó là những ảnh hưởng của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên Việt Nam. Vậy thì những ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng như thế nào? Cô trò chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi trang số 7. Dựa vào thông tin bài học, hãy phân tích những ảnh hưởng của vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ của nước ta đến kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Vị trí địa lý nước ta thì rất thuận lợi trong việc phát triển các ngành kinh tế, mở rộng giao lưu văn hóa xã hội với các quốc gia trên thế giới cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng. Cụ thể, về kinh tế thì nước ta nằm ở vị trí trung chuyển của các tuyến đường hàng hải, hàng không quốc tế cũng như là các tuyến đường bộ, các tuyến đường sắt xuyên Á, nên nước ta rất thuận lợi trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tập trung vào phát triển các ngành kinh tế. Bên cạnh đó là mở rộng giao thương với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ảnh hưởng thứ hai đối với kinh tế, đó là với vị trí nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương, nước ta được xem như là cửa ngõ thông ra biển của một số quốc gia trong khu vực như Lào, Đông Bắc Thái Lan và Đông Bắc Campuchia. Tiếp theo là những ảnh hưởng về văn hóa và xã hội. Vị trí địa lý cùng với sự tương đồng về tự nhiên, lịch sử và văn hóa đã tạo điều kiện để nước ta xây dựng một mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển, củng cố sự giao lưu và hợp tác về văn hóa, xã hội với các quốc gia trong khu vực. Còn về an ninh quốc phòng, thì nước ta có một vị trí đặc biệt quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Đây là một trong những khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng về văn hóa, nền kinh tế phát triển năng động trên thế giới. Hơn nữa thì do đường biên giới dài, vùng biển rộng lớn và giàu tiềm năng lại tiếp giáp với biển của nhiều quốc gia, nên việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ luôn được đặt ra cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Và như vậy đến đây thì cô trò chúng ta đã trả lời xong các câu hỏi nằm ở từng mục nội dung bài học. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em đi trả lời các câu hỏi nằm trong phần luyện tập và vận dụng. Đầu tiên là câu hỏi luyện tập. Dựa vào hình 1, hãy liệt kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp biển ở nước ta. Chúng ta sẽ quan sát vào hình 1 là bản đồ hành chính Việt Nam năm 2021 và sẽ liệt kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp biển ở nước ta. Cụ thể, có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp biển ở nước ta. Đó là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và cuối cùng là tỉnh Kiên Giang. Và câu hỏi cuối cùng trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, đó là câu hỏi vận dụng. Thu thập thông tin và trình bày các đặc điểm về vị trí địa lý của địa phương em, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố. Các đặc điểm đó thì có ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế xã hội của địa phương?
Đối với bài tập vận dụng này, trước tiên thì các em cần đi thu thập thông tin về đặc điểm vị trí địa lý của địa phương em. Có thể là quận, huyện, thị xã hoặc là thành phố trực thuộc tỉnh hoặc là thành phố. Và từ đó thì các em sẽ phân tích các đặc điểm đó thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế xã hội của địa phương. Trong phần hướng dẫn của cô thì cô đã tìm hiểu về những đặc điểm về vị trí địa lý của thành phố Hà Nội và những ảnh hưởng của đặc điểm vị trí đó đối với kinh tế xã hội của Hà Nội. Hà Nội nằm ở phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, với địa hình bao gồm vùng đồng bằng trong trung tâm và vùng đồi núi ở phía bắc, phía tây của thành phố. Với tọa độ địa lý 21 độ 02 phút bắc và 105 độ 83 độ đông, nằm tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía bắc, tỉnh Hòa Bình ở phía nam, giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên ở phía đông và tỉnh Phú Thọ ở phía tây. Những ảnh hưởng của vị trí địa lý đối với kinh tế xã hội của Hà Nội. Hà Nội là thủ đô, có vị trí địa lý chính trị quan trọng, là đầu não chính trị hành chính quốc gia, là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đồng thời thì Hà Nội cũng là đầu mối giao thương đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường sông. Các đầu mối giao thông này thì tỏa đi các khu vực khác ở cả trong và ngoài nước. Và như vậy đến đây thì video hướng dẫn giải sách giáo khoa của cô đã kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.